Người mù sờ voi được nằm trong cuốn sách câu chuyện nhỏ. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Bắt cá lớn được nằm trong cuốn sách câu chuyện nhỏ. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review đôi giày. Đôi giày này của mình là một đôi giày cho bé gái, được màu hồng thắt nơ rất là xinh xắn. Trên chiếc giày sẽ có những cái đốm trắng ở đây, và cái màu chủ đạo của đôi giày sẽ là màu hồng. Đây là một đôi hài dành cho các bé gái, kết hợp với những cái váy rất là xinh và nổi bật. Chiếc giày này nhìn khá là tiểu thư, dành cho các bạn nào hay mặc váy công chúa, đi đôi giày này rất là hợp. Một con cá đụng phải cái lưới ở trong nước. Mắc lưới lớn hơn gấp nhiều lần thân cá, cá có thể thoải mái bơi ra, bơi vào mắt lưới. Con cá cảm thấy rất thích thú, liền hỏi lưới: "Này, anh ở đây làm gì?" Lưới bình tĩnh nói: "Bắt cá." Con cá cười ha ha: "Vậy sao anh không bắt tôi nhỉ?" Lưới không nói lời nào mà vẫn đậy ở đó. Mùa thu đến, con cá lại gặp lưới. Nó nghĩ lúc đó mình nhỏ yếu mà lưới vẫn không bắt được. Bây giờ mình to lớn, khỏe mạnh thế này thì càng không có vấn đề gì xảy ra. Do vậy, nó quyết định trêu đùa với cái lưới một lần. Con cá tìm đúng một mắt lưới, lấy đầu chui vào trong đầu của nó, và nửa thân người phía trước thì chui vào chiếc lưới. Nhưng bụng của nó thì to, nặng hơn trước rất nhiều, nên làm thế nào cũng không chui ra được. Con cá muốn quay đầu lại, nhưng hai chiếc vây lại bị mắc kẹt trên lưới, không thể cử động được. Và như vậy, nó đã trở thành tù binh trong chiếc lưới. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Mèo niệm kinh được nằm trong cuốn sách câu chuyện nhỏ. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Cô vợ mèo được nằm trong cuốn sách câu chuyện nhỏ. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review dây nhảy. Đây là một cái dây để các bạn có thể là nhảy để tập thể dục, để tập trong các môn thể dục á, và chúng ta có thể tập để luyện cho sức khỏe của chúng ta được bền bỉ dẻo dai hơn. Chiếc dây này sẽ gồm có hai cái tay cầm để các bạn khi nhảy dây, chúng ta cầm vào hai cái gỗ này. Và đây là cái thân dây sẽ được làm bằng chất liệu ống nhựa dẻo. Chúng có cái độ dai và cái độ đàn hồi rất là tốt, nên cái dây này khá là thích hợp cho các bạn tập thể dục và các bạn đang muốn có một cái thể hình tốt. Ngày xưa có một anh nông dân thật thà chất phác. Nhà anh rất nghèo, 40 tuổi rồi anh mới lấy được vợ. Một buổi tối trời mưa rất là to, anh nông dân nọ nhặt được một con mèo hoang. Anh đem chút khẩu phần ăn còn lại trong nhà cho nó ăn. Từ đó anh nông dân chăm sóc con mèo rất cẩn thận. Một hôm anh nông dân đi làm về,
Nhìn thấy con mèo đang xe lúa mì, anh ta rất kinh ngạc. Và như vậy, khi người nông dân không có nhà, con mèo giúp anh nấu cơm, xe bột mì. Một hôm, đột nhiên con mèo nói: "Chủ nhân ơi, nếu tôi mãi là một con mèo thì không thể báo đáp được toàn vẹn cái ơn cứu mang của ông. Do vậy, tôi chuẩn bị đến ngôi miếu thần cầu xin thần linh biến tôi thành con người. Hãy cho phép tôi nghỉ mấy hôm nhé." Người nông dân đồng ý, còn treo ở cổ nó một túi tiền để làm lộ phí đi đường. Không lâu sau, con mèo đó biến thành một cô gái trở về và trở thành vợ của người nông dân. Họ chăm chỉ làm ăn, sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Mao không lớn tiếng khoác lác, được nằm trong cuốn sách câu chuyện nhỏ. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Than củi và trầm hương, được nằm trong cuốn sách câu chuyện nhỏ. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review chiếc quần dài này là một, các bạn nhìn kỹ, đây là một chiếc quần Âu của nam, chiếc quần dài của nam, và đây là một loại quần chất liệu bằng vải. Khi các bạn mặc lên thì cái quần này sẽ tôn được cái chân của chúng ta rất là đẹp, và mặc cái chất liệu bằng vải sẽ rất là thoải mái khi các bạn vận động, hay và chúng ta mặc vào trong cái mùa hè nóng bức thì cái quần vải này cũng rất là thoáng khí, và khi chúng ta mặc thì rất là dễ chịu. Than củi và trầm hương. Ngày xưa có người thanh niên tìm được một cái cây trên hòn đảo nọ. Cái cây này có thể phát tán mùi hương thơm nồng, và khi cho nước vào thì chìm xuống đáy mặt nước. Chàng thanh niên nghĩ đây nhất định là vật quý hiếm. Do vậy, người thanh niên đã đem gỗ của cái cây vừa thơm vừa nặng này ra chợ bán, nhưng chẳng có ai đến mua cả. Anh ta rất buồn rầu. Anh nhìn thấy một ông chủ nhỏ bán than và thấy việc kinh doanh của ông ta rất tốt. Anh liền nghĩ ra một biện pháp. Người thanh niên này đốt cây gỗ đó thành than, trở đến chợ bán. Quả nhiên, nhanh chóng đã bán hết. Anh ta vui mừng trở về nhà, kể chuyện bán gỗ thơm cho người cha nghe. Cha anh nghe xong buồn không cầm nổi nước mắt. Hóa ra cây gỗ thơm bị người thanh niên đốt thành than đó là cây gỗ trầm hương quý giá nhất trên thế giới. Chỉ cần chặt một miếng gỗ nhỏ mài thành bột, giá trị của nó còn lớn hơn cả một xe than. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Nam Quách Thổi Kèn, được nằm trong cuốn sách câu chuyện nhỏ. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Bác Nông Dân và Con Quỷ, được nằm trong cuốn sách câu chuyện nhỏ. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review vợt cầu lông. Đây là một môn thể thao được rất là nhiều người yêu thích, và môn thể thao này cũng được ở trong các cuộc thi lớn của thế giới và trong và ngoài nước được yêu thích cái môn thể thao này. Và môn thể thao đây là một cái vợt cầu lông. Đây là một cái vợt, thân cái chiếc vợt này sẽ gồm có cái cán vợt,
Và đây là cái khung vợt. Trên cùng theo một cái vợt này sẽ gồm có quả cầu lông. Trông ở xa thì các bạn nhìn không được rõ lắm, nhưng mà khi ở gần, mà dường như cái vợt này thì mình thấy rất là nhiều. Các bạn đã biết từ ba các bạn nhỏ đến khi trưởng thành. Các bạn nhỏ thì trong cái môi trường giáo dục, bây giờ mình thấy trong cái môn thể thao, các môn thể dục ở trong cái ngôi trường cấp 2 thì mình đã thấy có kèm theo môn này vào rồi. Mình thấy khi các con nhà mình đi học thì cũng có hay đem cái vợt cầu lông để đến trường, để trong tiết thể dục là các bé mang ra để dùng sử dụng. Bác nông dân và con quỷ. Một hôm, bác nông dân phát hiện ở trong đám ruộng của mình có một con quỷ đang ngồi trên đống than cháy rừng rực. Con quỷ nói với bác: "Ta đang ngồi trên kho báu đó. Nếu trong 2 năm ngươi chia cho ta một nửa thứ mọc lên từ đám ruộng này, thì kho báu này sẽ hoàn toàn thuộc về ngươi." Bác nông dân nói: "Vậy là được. Tất cả những thứ mọc trên nền đất là thuộc về ngươi, còn thứ mọc dưới đất là thuộc về ta." Con quỷ nhận lời. Năm đầu tiên, bác nông dân gieo xuống toàn bọ hạt cây củ cải. Mùa thu hoạch đến, con quỷ lấy phần của nó, nhưng trên mặt đất ngoài những chiếc lá vàng khô thì chẳng có gì cả. Còn người nông dân lại vui vẻ hăm hở chở củ cải về nhà. Con quỷ tức giận nói: "Lần này để ngươi chiếm phần lời, lần sau những thứ dưới đất là của ta, còn phía trên phần đất là của nhà ngươi."